Gà về cho con mình là Linh đây. Rồi em nghe nhá. Trời ơi, em có cảm giác nghe nó quen thuộc không? Một âm thanh chỉ cần phát ra thôi là zom đủ để teo hết cả stream mà rồi. Trời ơi, nhẹ nha. Bữa nay vừa đó là rất là may mắn. Mình được cái này được hình như còn mấy giờ đấy. Không biết em chủ nick em làm. Ui, hai anh Linh nhỏ kìa. Trời ơi, anh Linh nhỏ. Trời. Thì trong kho đồ có cái khẩu shotgun em VIP này còn 4 giờ nữa thôi nên mình phải tranh thủ. Ý giờ ơi, nhìn kìa. Nhìn nó thẩm du kìa. Ok, mình cảm giác nó không khác gì ở trên máy tính cả anh ạ. Phải gọi là nhìn nó rất là sướng luôn. Trên mobile anh em cầm kiểu chơi đã khó xong cầm cái loại này mà đi cận chiến mình nghĩ cũng khá là hay. À, với cả một cái tin nữa là chắc tới đây mấy ngày tới mình sẽ không làm được ở bên chuyện kia trên máy tính vậy anh em, bởi vì mình sẽ chuyển nhà ấy nên là mình sẽ phải làm dọn dẹp này xong rồi sửa phòng các thứ, đây là mình nghĩ là chỉ chơi trên mobile thôi anh em thông cảm nhá. Chúng ta sẽ chờ đợi, mình sẽ làm một cái phòng nó dùng để livestream, tức là mình sẽ cố gắng livestream những cái game mà anh em yêu cầu như kiểu Liên Minh, Liên Quân, Battleground. Nói chung là mình là thằng mà chơi được ba dạng game đó. Nên là anh em chờ đợi mình nha. Tạm thời thì mình sẽ chơi truy kích mobi. Cơ bản là mình có cái máy điện thoại lúc nào kè kè bên người nên là hy vọng là vẫn làm clip cho anh em thưởng thức được. Và anh em đừng quên like của mình nhé. Ui đau nhá. Lúc nào không hổ danh sau gắn cái VIP ạ. Bắn rất là sướng. Úi giời, hai đứa này làm gì. Ui, không kịp bấm. Ok, cái chiến rất là sướng, thật sự là rất là sướng. Với cả cái kêu anh em để cái kêu mắc ấy, nó cũng hệt như trên máy tính luôn. Mình rất là mừng cái điều này. Hiện tại thì chắc chưa mobi, chắc chưa có bản tiến hóa đâu. Được phết, rất là sướng. Trời ơi, khẩu này mà anh em là kiểu sở hữu vinh viễn chắc sướng lắm ấy nhỉ. Cầm cái chắc đi chơi cả ngày mất. Kiểu mình chơi trên máy tính nó quen rồi ấy, bây giờ chơi trên điện thoại mà cảm giác mỗi lần được ăn cái cận chiến được một con hay là bắn chết một con thôi là thấy sướng lắm rồi. Bữa sau thì anh em thích mình tiếp tục với đền cổ không hay là chuyển sang chơi những cái map khác như bình thường? Mình nghĩ là đền cổ hơn chứ, bởi vì anh em máy tính này làm gì có điều kiện để mà sẽ chơi đúng không? Đây là mình review luôn. Ơ dạ, anh em để số đạn nó là 14 viên chứ. Ơ, con này mà 14 viên quá. Có nhầm không nhỉ? Gì vậy ba? Em có làm cái gì đâu mà chị cái thằng trước mặt thì nó không cào mà nó cào cái thằng nó rẽ sang cái đường mình chạy xong nó cào mình có quỳ không hiểu này thì Linh nhọ này. Ok, nó rút chuồng kìa. Hát cay thật chứ, nhiều khi mình chết cái kiểu mà what the hell thì không làm gì nên tội đâu. Ok, bắn sướng quá, từ tập trung nhá, phần này mình sẽ cố gắng bắn này. Nó rất là sướng luôn ấy, bởi vì cái này nó tự chỉnh tâm cho anh em rồi nên là việc đơn giản là anh em chỉ cần giữ dí nút bắn thôi, chẳng phải làm gì. Bắn trên cho mobi thì easy đấy. Ôi, phải gọi là cực kỳ là trâu em ạ, chắc tầm gần chắc 2 viên chết chứ. Trời ơi, sao cái này Vita lại ngán mày quá. Bởi vào đấy. Trời ơi, Penta kill. Ui, nó easy nhỉ. Đây cứ đứng đây thôi, mình nghĩ là đứng đây là không thằng nào lên được đâu. Thôi chết rồi, thay đạn. Cái thay đạn này hơi lâu nhỉ. Qua đây. Ủa, gì đấy? Sao có con này đâu ra đây? Ôi, 6 kill. Ôi, tầm gần anh em ạ, tầm gần 2 đến 3 viên là con đồ nhỏ héo rồi. Nói thật là sát thương nó không khác gì bên máy tính đâu, nhưng mà cảm giác bắn sướng thế. Đây chắc là lần mình bắn được nhiều kill nhất. 8 kill vẫn chưa dừng lại, Linh nhọ vẫn tiếp tục tỏa sáng với shotgun David. Được cái là đạn rất là nhiều anh em ạ, 14 viên trên một băng liền, xế chết cao luôn. Holy shit, lần đầu tiên trong lịch sử Linh nhọ là đấy holy shit ở trên mobi này. Ê, tầm xa cũng ổn đấy nhỉ, tầm xa bắn hết một băng thì chết một con, tầm gần thì 2-3 viên. Ui mày đấy, thôi mình khô máu nhá, bây giờ mình chỉ không hóa đâu. Để xem tối đa được bao nhiêu kill. Có con đầu xít kìa. Mình chỉ sợ có đầu xít nó bắn vào mặt thôi. Trong này mình chỉ sợ mất đầu xít thôi. Có shotgun ấy viết thì đầu to hay là chú quỷ mình. Tôi chỉ sợ chú quỷ thôi. Ui thôi, thay em chị ơi. Thôi. Bạn còn là bạn nhỏ lâu năm thôi. Mày quá hèo thì hiểu sao.
Rồi em thấy hay nhớ lại của mình. Các bạn là hay. Thực sự là nếu anh em có điều kiện thì có thể là cày thêm cả truy kích Mobi. Bởi vì là Mobi thì nó đa game đa dạng hơn dành cho anh em chơi zombie ấy. Thì đồng ý ấy, mình không biết là nếu mà nạp vào thì nó có rẻ hơn so với máy tính không. Chứ còn thực sự là nếu anh em mà không có thời gian mà không có máy tính thì cũng có thể ngồi trên cầm điện thoại chơi mình thấy hay. Úi anh Linh ghê quá kìa. Trời ơi, phòng hết cả mũi là không bắn được đâu em ơi. Mà đã nhỉ, cảm giác mình dí nó sướng lắm ấy. Úi ôi, có đồ nhỏ. Mày má, nó có chặn đường mình ấy. Thề, thằng đầu to mày ác mày. Bao nhiêu thằng thẩm du trong chuồng đi kia mà nó. Tao bắt thằng lẻ ở ngoài, tội nghiệp vãi. Úi dồi. À, trên này, cái này nhảy được đấy em ơi. Mình tự nhảy lên được. Mình tự là bấm hai lần thì nó lên được nhỉ. Úi dồi ôi, nhìn nó cả lũ kìa. Tiếc là không có đuôi kìa. Kìa. Bắt đầu rồi. À, lừa tình đấy. Ghê đấy bạn ơi. Ủa, cái gì vậy? Kìa. Mày chạy đâu. Nhìn trong chuồng, chết hết rồi. Mình thích nhất là cầm shotgun Levi mà bắn mấy thằng nó kiểu trong chuồng nó chui ra ấy. Ui nó sướng cực kỳ luôn. Khi nào tí mình thử. Ủa. Quả đấy. Úi giời. Ui. À quên, nó rơi xuống cái thùng. Mình cứ tưởng nó rơi xuống dưới rồi mà. Chủ quan. Ok kìa, đằng kia. Chạy đâu con sâu. À. Cố chống cự à. Ây à. À parkour các kiểu. Anh em nhìn này. Thôi ôi, đừng tưởng mình không biết parkour. Ôi, không phải dạng vừa đâu. Ôi, tôi ngu rồi. Ui. Ôi, huyết thanh. Có đau tôi không như vậy? Tôi chạy đâu mất rồi. Ôi, chạy nhanh ấy nhỉ. Ôi, đây, trên này có thằng. À, con này nó chạy nhanh quá, mà chúng nó biết chơi nhỉ. Chúng nó kệ, chúng nó biết chơi, nó bắt nạt mình. Rồi xong, giờ thì chắc phải heo 4-5 sao rồi. Rồi. Ui. Mày. Ui, giây cuối cùng không được. Thôi không được rồi. Thằng kia 5 sao chắc rồi anh em ơi. Ở cái này mình khó chịu cái là mới không nhìn được hero sao của mấy thằng hero nhỉ. Để không biết để mà căn lường, nhưng mà nhìn nó nhảy là biết rồi, thằng này 5 sao là cái chắc. Nhảy cao hơn cả zombie. Ui giời. Ui, cố lấy top kìa. Ui, mình top kìa, 589 điểm. Dòng shotgun Ivy thì bắn nó dễ rồi. Các bạn là lên top thì quá easy thôi. Sao chú quỷ đấy. Úi xô. Nhìn thằng 5 sao nhìn nó đánh chán nhỉ. Chú quỷ nó còn trốn ở đây à. Úi cũng bắn ghê thật nhỉ. Cái gì anh Linh cần ác inbox á. Úi thực sự là mình rất cần mấy anh em đầu tài trợ cho mình mấy cái nick để làm clip nhưng mà mình không biết chat kiểu gì. Từ lâu lắm rồi mình chỉ biết đọc chat thì mình không biết ăn chat. Ui trong chuồng. Trời ơi nó đã quá. Xấy nguyên cả bởi gọi là container đạn và đồ to này. Ok nháy kìa. Đã mà kill. Thế chắc mình phải tập cận chiến sau thôi anh em. Ủa. Chạy. Không chạy nổi. Kinh vậy. Về tập cận chiến sau thôi. Chứ mình thấy là mình bắn đi thì còn bắn được. Chứ còn khi đang bắn thì nhìn phải nhìn thật kỹ cái nút cận chiến chỗ nào xong mình bấm ấy. Nhiều khi còn bấm nhầm xong nút nhảy. Nhìn nó chả lắm. Thực sự là nhìn cận chiến nó nhìn nó hài được. Ê thằng này nó cứ bắn mình này. Đau đấy. Đúng rồi đúng. Săn đi. Mình cứ dụ nó đây. Ê, còn 200 máu này. Ui, đâu ấy. Ui, nó săn mình. À, nó biết mình nháy. Mày nghĩ gì thôi, ui. Thịt đấy mà đớp. Tưởng bị rẽ này anh em ạ. Nào, sao? Mày cần chiến ai? Ui, nó gọi đồ to. Ui, giời. Lừa dòm. Ui, double kill. Ui, đằng quá. Đồ quá anh em ạ, chúng nó chết hết rồi đâu. Chúng nó hóa do hết rồi, thằng nào. Sao mình chật vật với bọn này.
Kì, thấy không? Khó nhìn nhỉ? Khi mà mỗi lần hồi sinh là nó tạo hình luôn. Còn ở bên máy tính bây giờ nó fix cái đấy à? Ui, mình dò mãi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Hy vọng anh em thích series và Tricky Mobile của mình. Cảm ơn anh em. Chúc em một ngày vui vẻ, nhớ like nhé.